đẹp quá. Đúng là mình chọn người khác mà. Gà bố này, gà mẹ này, gà chị này, còn đây là gà em. Gà em này vẫn ở trong quả trứng, vẫn chẳng xe này, nên chưa có cánh. Bố bé xinh quá. Ô, thì ra là điều mai. Em đang chơi đồ chơi à? Vâng. Nhiều đồ chơi đẹp quá. Chị đi học về sớm ấy. Ừ, tại vì hôm nay cô giáo cho về sớm mà. Tại vì cô có việc bận. Wow. Em có nhiều đồ chơi quá. Con ngựa này. Con này màu cam đẹp quá. Có cả màu xanh nữa. Sao chị lại lấy đồ chơi của em? Chị mượn một tí thôi mà. Có cả kẹo à. Wow, nhìn ngon quá, cho chị một cái nhá. Không, chị không được ăn của em, mẹ mới mua cho em. Cho chị một cái thôi mà. Không em nhiều mà. Không, cái kẹo này em còn để dành mai mang đến lớp. Có cả búp bê nữa. Wow, đẹp quá. Búp bê này mặc váy đẹp thật. Wow, tóc búp bê này có màu đẹp thế. Có màu vàng và màu xanh nữa này. Chị lại lấy búp bê của em. Sao chị không lấy búp bê của chị mà chơi? Búp bê của chị em, một tí búp bê thôi. Của em. Đây là con thích nhất của em. Chị cũng không được lấy con này. Em đang chơi chị cướp và đạp. Bê bê bích kìa. À đây là em bê bê bích chứ. Có mũi dài quá. Có một bà khủng long nữa này. Không rồi, chị lại mượn bê bê bích của em. Chị mượn chị không lấy đồ chơi của chị mà chị chơi đi. Dạy em luôn, chị chả cần nữa. Chị đi đi để em còn chơi. Chị lúc nào cũng về cũng phải đám đồ chơi của em. Mượn một tí thì không cho. Học bài, không thèm chơi nữa. Chị không thèm chơi thì thôi, dạo bài đi. Chị bắt kẹo cho gà ăn này. Đấy, em cho gà ăn thì được, còn cho chị thì không cho. Ki bo. Em ki bo đấy sao? Chị ăn thật, còn gà ăn chả vờ thôi. Đợt của em. Khi nào chị có gì chị không cho em đâu. Em cũng chẳng cần, em cứ bảo mẹ mua cho lại cho em. Hay cho cả con ăn. Gà con ơi, nở nhanh lên để ăn kẹo nào. Đấy gà con. Đấy xong rồi lỡ lúc mà gà con nở ra em sẽ cho gà con ăn. Thôi mình ăn một viên đi. Thôi chị học bài đi, chị cứ nói em. Chị đang học mà. Quay lại nhìn nữa. Tự học bài xong mình sẽ được điểm cao và mẹ sẽ thưởng cho mình. Hello chị ơi, mai mình sẽ đi chơi. Alo bạn An à, bạn đang làm gì đấy? Sang chơi với mình đi, mình có nhiều đồ chơi lắm. Bạn đang bận rồi à? Thế thôi nhá, để mai nhá. Mà ai lại bận mất rồi, chẳng sang chơi được với mình. Mình chơi một mình chán quá. Hay mình nên gọi chị Minh không nhỉ? Mà lúc nãy mình không cho chị chơi, bây giờ gọi chị đấy, chị không chơi cùng cũng ngại.
Hay thôi, mình cứ gọi chị đi. Đúng anh ơi, đúng anh. Cái gì? Ra chơi cùng em đi. Lúc em bảo không cho chị chơi làm gì? Nhưng mà lúc ấy em sợ chị làm hỏng đồ của em. Nhưng mà bây giờ em chơi một mình chán, dắt chị thay cho em đi. Thôi được rồi, để chị cất sách vở rồi chơi với em. Thì em sẽ bảo mình cứ trà sữa cho chị là nào. Ừ, đúng rồi. Thế em mời chị nhé, chị không nói đâu. Wow, có nhiều đồ chơi quá. Vậy em gọi bạn A nhưng mà A lại bận mất. Ồ, con cú này xinh quá. Màu đen. Chị ơi, à, chị cùng tới đi. Đây là con gì ta? Voi chứ. Voi Hồng ơi, cậu chơi cùng tới nha. Ok. Ok. Đánh nhau thôi. Yeah, tớ thắng cậu rồi. Chưa cắn nữa. Mọi người sẽ được hai con. Em có một con gấu trúc, một con bò này, đều là trắng đen nhá. Chị có một con voi và một con hà mã. Đấy. Chị đang ơi, đây chú tớ. Ô, còn một con chó này, để chị chơi nhá. Ôi, con tiếng xinh quá. Không quan tâm cho em đúng không? Đấy, xong các bạn ở lớp tặng quà cho em, không em chưa mở đâu. Nhưng mà em mở đó. Em giấu mình chị. Sướng thế. Làm gì? Các bạn yêu quý em mà. Chơi đẹp quá. Khi nào cho chị mượn thì chị mang đến lớp khoe nhá. À, nhưng mà chị nhớ là không được làm mất của em á. Ờ, à, được rồi, chị không được làm mất đâu. Em sẽ gội đầu cho chị. Đây, chị cho chú bú của chị thổi. Bạn Hồng Anh ơi, để mình đánh phấn cho bạn nhá. Không. Buồn quá. Cho bạn à, cho mẹ nhà là chơi cùng. Ơ nhưng mà phải cho mấy chị em đi chứ. Rồi cho bố ở nhà, bố trong nhà nhá. Em bé rồi. Đóng ve chơi nữa. Đấy, bạn gái bạn chơi không? Con ve này chơi nó. Wow, xinh nhỉ. Bọn mình chưa trò chơi gì đi, mình chút xì đi. Mình chút xì. Yeah. Mình chút xì. Yeah, chị thắng rồi. Nhưng một gánh nữa thôi, một gánh nữa. Yeah, Hồng Anh thắng rồi. Thôi, bạn voi này, chị sẽ đặt là chị cả này, chị hai này, chị ba này, chị bốn, chị năm này. Gia đình này nhiều em đấy. Chị em quá. Ba chị đã bụng, năm chị em này lúc nào cũng cãi nhau. Ba chị ra lại giành đồ chơi của em. Hả? Em đánh đá quá. Vâng. Em thấy chưa? Có hai người chơi thì có phải vui hơn không? Nên em phải biết chia sẻ đồ chơi với người khác. Nếu mà em có nhiều đồ chơi thì em phải chia sẻ với chị chơi cùng. Với cả có nhiều bạn thì em phải chơi với bạn. Thì các bạn sẽ quý em hơn. Và nếu có đồ chơi mới, chị cũng cho em chơi. Chị nhớ đấy. Nhớ bật nhớ đấy. Nhớ rồi.